chiều 24 tháng 9, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Lê Bảo Chiêu 17 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, sáng cùng ngày, một người dân đi cạo mũ cao su xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì phát hiện một thiếu nữ không mặc quần áo đang trong thời kỳ phân hủy. Người này hô hoán và báo công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án. Công an xác định nạn nhân là em V. T. N. I. 16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, là nhân viên một quán cà phê trên địa bàn huyện Châu Đức. Hiện trường vụ án. Người thân cho hay, cách đây 3 ngày, em Y về lấy xe máy nói đi chơi với bạn. Sau đó, em Y không về nhà, gia đình gọi thì không liên hệ được. Sáng cùng ngày, gia đình trình báo công an thì nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể con em mình. Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân tử vong bị đâm nhiều nhát trên người. Nhiều tài sản như nữ trang, điện thoại di động, xe máy biến mất. Công an nhận định nạn nhân bị sát hại cướp tài sản. Hiện trường phát hiện thi thể cách nhà của nạn nhân hơn 20 km. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Chiêu là nghi can sát hại thiếu nữ ghi nên truy bắt. Chiều cùng ngày, công an phát hiện Chiêu đang ở nhà ở xã Kim Long, huyện Châu Đức nên bắt giữ. Công an thu giữ một số tang vật của vụ án. Bước đầu, thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.